Vâng, xin kính chào anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh chứng khoán Đạt Lê Finance. Rất là vui đã gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong cái phiên giao dịch cuối giờ của phiên giao dịch ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 20 tháng 4. Và vào đây thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về một số góc nhìn mà theo bản thân em thì em có thể đưa ra được cái lý giải cho việc VN giảm điểm ngày hôm nay, hoặc là có thể có một số view về cho cái VN ngày mai. Tuy nhiên ngay tại thời điểm này thì anh chị phải hiểu rằng là mọi cái phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích cơ bản nó sẽ không đúng, chắc chắn 100% là nó sẽ không đúng với thời điểm hiện tại, nhưng có thể nó sẽ đúng với thời điểm tương lai. Và đây chính là một cái cách mà có thể là trong những lúc hoảng loạn này nhà đầu tư cần phải hành động quyết liệt, và chắc chắn phải lưu ý rằng là không hành động quyết liệt thì cái cơ hội mà để cho chúng ta có được lợi nhuận, có được lãi khi mà thị trường bắt đầu hồi phục lại thì gần như là bằng con số 0. Anh chị phải lưu ý nha, có nghĩa là thị trường tăng thì chưa chắc cổ phiếu mình tăng đâu, và thị trường giảm thì cổ phiếu mình có thể là nó sẽ tiếp tục nó giảm. Thì một số luận điểm của mình trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay cũng như là những cái phiên giao dịch kế đến thì đây chính là cái lý giải của mình, và mình sẽ cũng sẽ có cái cách mà gợi ý để xử lý những cái tài khoản âm của anh chị. Và tất cả những thông tin tổng hợp chia sẻ phân tích của mình là dựa trên cái quan điểm cá nhân, thì mọi quyết định mua và bán thì nhà đầu tư nên cân nhắc, và mình sẽ hỗ trợ anh chị miễn phí qua cái số điện thoại Zalo này. Thì anh chị cứ kết bạn với mình và mình sẽ add anh chị vào những room hỗ trợ VIP của mình. Thì tất cả những cái hỗ trợ của mình là đều là miễn phí và không có thu phí hoặc là thu tiền gì cho anh chị hết nha. Ok, trở lại với cái phiên giao dịch của VN-Index ngày hôm nay. Thì ở đây thì nó cho một cái kịch bản, anh chị có thể thấy một kịch bản đi như vậy. Thì đây chính là một cái kịch bản, phải nói là một cái kịch bản tàn khốc nhất của thị trường từ những cái thời điểm bắt đầu từ cái đáy 2000 từ tháng 3 2020 đến thời điểm bây giờ, thì có thể nói đây chính là thời điểm tàn khốc nhất thị trường, và nó đang là một cái giống như là một cái việc mà nó phải chia lại một cái ván mới, nó phải chia lại một cái ván mới. Và cái thời điểm này là nó đang hoàn toàn giống với những cái kịch bản đang xảy ra so với thời điểm mà trước Covid anh chị ha. Trước Covid nó cũng có những cái phiên mà đây, trước Covid có, nó cũng có những cái phiên mà gọi là nó chia hai tài khoản ở vùng này. Tại sao anh chị phải thấy rằng là cái việc là ngay tại thời điểm này, mặc dù là nó ngay tại những thời điểm này cái thị giá cổ phiếu là và cái sức margin của những công ty chứng khoán nó không nhiều, cho nên là mặc dù giảm từ thời điểm mà 950 đến thời điểm mà 610 thì mình biết được là nó chỉ, mà tại mình cũng đã sống sót và mình cũng đã trải qua giai đoạn này, thì nó chỉ ở cái mức là chia hai tài khoản thôi, hoặc là cùng lắm thì nó giảm khoảng, nó làm mất của rất nhiều nhà đầu tư khoảng 30-40% tài khoản. Tại vì thật sự là khi mà đại dịch Covid xảy ra thì họ hoang mang và họ bán đi rất là nhiều, và đến thời điểm này họ sẽ không bắt đáy ngay tại vùng này, mà ở những vùng này thì anh chị thấy những cái vol nè nó đang rất là thấp đó. Cho nên là cái việc mà trải qua thì nó chỉ biến động bao nhiêu tầng nó chỉ biến động khoảng 3 tầng thôi, anh chị thấy là khoảng 3-4 tầng đúng không, khoảng 4 tầng là nó đã bắt đầu là nó hồi phục và nó tăng lên, và sau đó thì nó có những cái vol nó phát triển như vậy. Và ngay tại thời điểm này thì nó cũng có, thời điểm trước thì nó cũng có những cái phiên mà đi ngang cũng gần. Ở đây anh chị thấy là nó cũng có những cái phiên mà đi ngang, thì ở đây nó cũng có những cái phiên mà đi ngang. Và anh chị thấy là từ những cái thời điểm mà tháng 3 2020 đến thời điểm bây giờ thì chứng khoán Việt Nam của chúng ta chưa trải qua một lần điều chỉnh nào mà nó gãy hết những cái bên ngoài này, anh chị thấy, và nó chưa bao giờ mà nó chạm vào những cái vùng mây xanh này. Đó, thì như vậy thì có nghĩa là hiện nay với cái thị trường hiện nay thì nó lý giải do cái việc gì? Thì theo cái mình nhắc lại là đây chính là theo cái quan điểm cá nhân của mình, có thể đúng có thể sai, thì anh chị có thể để ý và anh chị có thể thấy rằng là cái danh mục của tự danh, anh chị lưu ý ha, cái danh mục của tự danh là anh chị thấy là trong những cái phiên mà đây là đã không còn, có thể là mình cho biết là những danh mục của những cái đội tự danh này là đã không cho biết là họ mua họ bán như thế nào, là cái thứ nhất anh chị lưu ý là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, và cái thứ hai nữa là hiện nay là anh chị thấy là tất cả những công ty chứng khoán đến thời điểm này báo cáo tài chính họ ra họ đều lãi rất là khủng khiếp đó, thì trong đó thì có mảng tự danh, và chắc chắn là họ đã có những phần họ thoát
những cái hàng của họ ngay tại ở những cái vùng trên đây rồi. Đây, những cái vùng mà thời điểm mà tháng 2, tháng 3 này. Rồi, và ở những cái vùng này thì anh chị có thể để ý và anh chị thấy rằng á, là tự doanh á, thì nó đánh, nó không phải là nó chỉ ôm mà blue chip anh chị lưu ý nha. À, mà nó đánh thì nó ôm những cái cổ phiếu mà rác, những cổ phiếu trôi nổi, những cổ phiếu tùm lum hết. Đó, thì khi mà nó ôm những cái cổ phiếu đó thì đồng nghĩa là anh chị phải để ý là trong cái tháng 3 này, chính phủ của chúng ta có một cái thông tin rất là quyết liệt. Đó là việc là rà soát và thanh tra lại tất cả những cái trái phiếu của bất động sản, của dòng chứng khoán, đúng không? Thì khi mà thanh tra lại như vậy thì anh chị để ý và anh chị thấy rằng anh chị phải hiểu cái mảng trái phiếu, 90% doanh nghiệp theo mình biết, 90% doanh nghiệp là phát hành là đều không đúng với mục đích ban đầu. Cái này là theo quan điểm cá nhân của mình thôi nha, cái theo quan điểm cá nhân của mình thôi đó, có thể đúng có thể sai đó. Thì nếu mà trường hợp mà mình đưa ra một cái kịch bản như vậy, thì nếu mà trường hợp mà đúng theo cái kịch bản đó, thì cái việc mà thị trường ngay chỗ thời điểm này họ phải bắt buộc họ phải bán ra, bắt buộc họ phải bán ra để họ giải quyết hết tất cả những cái danh mục của họ đang tồn đọng và để họ đưa về cái báo tài chính của họ cho thật là tốt đó, ngay tại cái thời điểm mà này. Tại vì là họ phải bán ra, thì với những cái nến mà bán ra như vậy thì mình đánh giá là đây là những cái nến bán ra rất là quyết liệt. Có nghĩa là nó thông thường những thời điểm trước, mặc dù có những cái điểm mà rơi thì là nó sẽ có những cái móc mà hỗ trợ rất là quyết liệt. Anh chị phải đi, có những cái móc mà hỗ trợ rất là quyết liệt, giống như là 142X nè, 142X, 13 1440 đó, thì nó sẽ rơi và nó hồi và nó đi ngang nó hồi, cho dù là anh chị thấy ở những cái thời điểm mà VN Index của chúng ta là ở những thời điểm mà 2018 này. Đây, chúng ta sẽ thấy những cái thời điểm mà đến tháng của 2018 nè, trước khi mà nó rơi và nó đau trend, anh chị thấy không? Đó, và nó vẫn có được những cái vùng mà đi ngang và những vùng hồi, nó phải hồi 2 3 tháng thì nó mới rơi, đúng không? Đó, còn hiện nay á, là nó rơi và nó chưa có một cái dấu hiệu nào của cái việc mà hồi lên, thì như vậy chứng tỏ là đang có một cái thế lực đang muốn thoát hàng ra khỏi vùng này đó. Và cái kịch bản mà để họ thoát được hàng ra khỏi ở những vùng này thì đầu tiên là họ phải không cho nhà đầu tư cá nhân biết là tự doanh đang đang bán ròng ra, là cái thứ nhất đó. Và có thể là họ sẽ share về những thông tin là tổ chức mua vào, giống như là anh chị có thể thấy là quỹ DC trở thành cổ đông lớn của MBB hoặc là STB chẳng hạn. Thì với những cái xu hướng như vậy và cái việc mà cái nến tuần của VN-Index nó đang bán xuống rất là mạnh như vậy, và nó bán một cách quyết liệt mặc dù là cái vol của nó không cao, thì chúng ta sẽ ước lượng và chúng ta thấy rõ, rất là rõ ràng là nếu mà trường hợp đối với những cái tài khoản mà của anh chị nhà đầu tư á, thì không có ai mà dạy mà cũng không có ai mà quản loạn mà cứ 2 giờ chiều, 2 giờ 15 chiều là vác hàng ra bán, đúng không? Họ bán là họ bán những cái lúc mà xanh thôi. Hoặc là ví dụ như có những tài khoản mình đảm bảo với anh chị ở đây, ở thị trường này 90% tài khoản của anh chị, 90% tài khoản của anh chị đang ở cái mức, nếu trường hợp có xài margin thì đang ở mức là chia hai tài khoản, còn nếu mà ít nhất thì cũng phải lỗ là 20-30%. Và cái số người chiến thắng trên thị trường này khi mà on in những cái dòng giống như là phân đạm hoặc là cá tra đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ có thể là nếu trường hợp on in ở dòng thủy sản thì có thể họ có lãi ở đó, nhưng mà đến giờ này họ cũng thoát hết rồi, tại họ thấy thị trường họ cũng sợ họ thoát rồi. Còn những người còn lại thì phải bắt buộc là đang bị dính vào những cái mảng mà trái phiếu là bất động sản, là chứng khoán và ngân hàng, thì là đang bị kẹp. Và khi mà bị kẹp và với cái việc mà tài khoản âm 5-7% thì những cái khâu mà quyết liệt bán ra nó rất là dễ, đúng không? Đó, và hiện nay á, tại vì thật sự mình biết và mình hiểu cái tâm lý của anh chị rất là nhiều. Đây, anh chị thấy là từ những cái thời điểm mà Vini của chúng ta, từ những cái thời điểm mà tháng 10 2021 đến bây giờ, rất là nhiều anh chị hold, mua và hold. Và khi mà hold như vậy á, thì những cái thành quả của họ đã hold được đến thời điểm này á, là họ không có lãi. Thì vì Vini đi ngang mà, đúng không? Thì chắc chắn là khi mà cổ phiếu điều chỉnh 5% 7% thì họ vẫn tự tin, tại vì nó có những cái thói quen khi điều chỉnh nó hồi, nó điều chỉnh nó hồi đó, và khi điều chỉnh nó hồi thì họ có những cái thói quen như vậy và họ sẽ không bán ra.
và họ sẽ tiết, và khi mà tiết ở xong rồi 10% thì nó lại khó xử lý tài khoản, 15% thì rất là khó xử lý tài khoản, và 20% lại rất là khó hơn khi mà họ không quyết liệt. Họ không quyết liệt thì nếu trường hợp giai đoạn này nếu anh chị bán ra thì anh chị chỉ có bán sàn thôi, chứ anh chị thật sự rất là khó để bán được ở những cái ở vùng mà giá cao, tại vì thanh khoản nó không có đó. Về chính vì việc như vậy thì anh chị có thể thấy là khi mà mở cửa thì đa phần là nó đều có những cái phiên mà kéo đó, nó kéo xong rồi là đến khoảng chừng 2 giờ là nó bắt đầu là bán xuống. Thì đây chính là mình đánh giá, không phải là comfort sell. Anh chị lưu ý là comfort sell thì nó có những cái khung giờ giống như là ATO, ATC hoặc là 10 giờ, 10:30 hoặc là sau 2 giờ. Tuy nhiên mà đâu phải là mình đánh giá và mình hiểu được là những tài khoản của anh chị đánh giai đoạn này họ đánh rất là có kiến thức. Đó, tại vì họ rất là chú trọng vào cái việc mà cái tỷ lệ tài khoản bao nhiêu để họ xử lý và họ thoát hàng dần. Cho nên là cái việc mà bán ồ ạt những cái phiên này, mình tính là từ những cái phiên hồi kỹ thuật này thì có thể đây chính là gì ạ? Đây chính là những cái việc là những công ty chứng khoán có những cái đội tự doanh thì họ bắt buộc họ phải bán ra để họ xử lý về những cái vấn đề mà họ có thể là họ sẽ liên quan đến việc trái phiếu gì đó, thì họ bán để họ cân bằng lại và họ để xử lý và họ đưa cái tài sản của họ về đó. Thì khi mà về và như vậy, và khi mà báo cáo đến những cái nhà nước, báo cáo đến những cái tổ chức, thì có thể là khi mà báo cáo xong thì bắt đầu là họ sẽ mua vào trở lại. Anh chị lưu ý bản chất của công ty chứng khoán là bắt buộc phải như vậy, và khi mà đã xử lý xong rồi thì chắc chắn họ sẽ mua vào trở lại. Và mình tin là khi mà họ mua vào trở lại như vậy thì thị trường sẽ bắt đầu là quay trở lại một nhịp tăng mới cho thời điểm là có thể là nó không downtrend luôn đâu. Với cái cách đánh như vậy thì mình đánh giá là không phải là downtrend, chắc chắn luôn đây không phải là downtrend, mà là một cái sự bán hàng rất là vội vã của một cái tổ chức nào đó, thì mình đánh giá đó chính là cái tổ chức tự doanh đó. Và khi mà họ bán rất là vội vã, bán nhanh như vậy thì là nhà đầu tư của mình đó là đã chịu những cái nỗi đau cùng cực gần 2 tuần, và có thể đến giai đoạn này anh chị có thấy là cái việc và cái thanh khoản ngay tại này là nó họ vẫn giữ được ở những vùng này, thì chứng tỏ là dòng tiền nó cũng không có rút ra, có nghĩa là họ chỉ bán hàng để họ xây tour thôi. Thì có thể là khi mà bán hàng xây tour như vậy cộng với hiện nay anh chị để ý và anh chị có thể thấy một cái tin rất là hay, đó chính là cái việc là làm trong sạch thị trường chứng khoán, anh chị đúng không? Là khi mà làm trong sạch thị trường chứng khoán như vậy thì có nghĩa là những cổ phiếu cơ bản, là những cổ phiếu có kết quả tăng trưởng anh chị ha, là những cổ phiếu có kết quả tăng trưởng trong năm 2021, trong năm 2022 và tăng trưởng trong năm 2023, mình dám khẳng định với anh chị chắc chắn anh chị sẽ có ngày về bờ và thậm chí là có lãi luôn đó. Nếu mà trường hợp anh chị cứ giữ cái vị thế mình hiểu về doanh nghiệp đó. Còn riêng những anh chị mà mua phải những cái hàng mà Benny, những cái hàng mà cổ phiếu của Quyết, hoặc là những cái hàng mà nó có kết quả kinh doanh không tươi đẹp trong năm 2022 này, thì chắc chắn cái cơ hội về bờ của anh chị rất là khó. Tại vì là khi mà làm trong sạch thị trường rồi, mình dám khẳng định là những cổ phiếu cơ bản nó sẽ tiếp tục là những cái cổ phiếu thu hút được dòng tiền. Và khi mà thu hút được dòng tiền thì chắc chắn những cổ phiếu này nó sẽ kiếm được những cái cơ hội để nó quay về, nó test lại ở những cái vùng mà nó đã bị bán trước đó. Đây, nó bị bán trước đó. Thì đối với mình là giai đoạn này nếu trường hợp anh chị dựa vào phân tích kỹ thuật hoặc dựa vào phân tích ABCD, XYZ gì đó thì chắc chắn sẽ sai toàn bộ. Tuy nhiên, để cho cái hướng mà xử lý tài khoản của anh chị được tốt nhất thì mình có một lời khuyên như vậy: anh chị nên soi xét lại thời điểm cuối năm thường là nó sẽ kéo những cái dòng nào. Anh chị để ý là giống như là những cái cổ phiếu mà bất động sản đi, anh chị thấy là từ những cái thời điểm mà tháng 7 năm 2021 đi, là nó có một cái nhịp kéo là 63%, đúng không? Đó, thì mà thời điểm mà tháng 7 20 nha anh chị, sorry anh chị, tháng 7 21 là có nhịp kéo 6 mấy%. Đó, và thời điểm mà gần cuối năm đây thì nó cũng có những cái nhịp kéo. Thì có nghĩa là từ đây, thì như vậy là có nghĩa là những cái cổ phiếu mà bất động sản thì nó sẽ có những cái nhịp kéo. Đây, tháng 7 2020 đây cũng tương tự đúng không?
đi ngang và có những cái nhịp kéo này, thì có phải thì mình phải soi được những cái cổ phiếu mà bất động sản. Mình không khuyến nghị DG nha anh chị, tuy nhiên là anh chị dựa vào đó để anh chị soi những dòng nào sẽ là những dòng có thể có nhiều tiềm năng trong trong thời điểm cuối năm 2021. Thì như vậy thì anh chị sẽ xử lý như thế nào? Thì khi mà đã có được những cái dòng mà tiềm năng trong năm 2021 rồi, và cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là có tăng trưởng so với thời điểm 2021 so với 2022 nha, và cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2022 có cái sự tăng trưởng so với năm 2021 và thậm chí là 2023 nó vẫn tăng trưởng, thì anh chị có thể mua vào và nắm giữ dài hạn trong trường hợp mà những phiên mà bán tháo như vậy đó. Thì tất nhiên mình phải xem xét nhiều yếu tố khác nữa, thì không chỉ thì mình chỉ gợi ý như vậy thôi, tại lên đây thì mình không thể nào mà nói chi tiết được, cho nên là anh chị cứ thể kết bạn qua Zalo mình sẽ hỗ trợ anh chị vấn đề này, là sẽ xử lý những tài khoản lỗ của anh chị là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà trường hợp mà chúng ta phải rà soát là những doanh nghiệp đó là những doanh nghiệp như thế nào đó, và những cái dòng đó là những dòng nào, thì như vậy mình sẽ đánh giá và mình sẽ cơ cấu qua. Chứ anh chị mà ngồi ôm ROT, ngồi ôm FLC đó, mà hoặc là ngồi ôm những dòng penny mà nó không có tiềm năng, không có sáng sủa trong năm 2022 này, mà anh chị cứ ôm và nó chia 3, chia 4 tài khoản, thì chia 2 tài khoản thì mà mình vẫn cứ gồng, vẫn cứ ôm, thì như vậy rất là sai. Cho nên là mình phải quyết liệt mình cắt luôn, và mình chọn được cái dòng mạnh nhất từ đây đến cuối năm mình mua vào và mình hold luôn. Có nghĩa là ngay tại thời điểm này thì mình sẽ như thế nào, thì mình sẽ phải quyết liệt để mình đưa ra cái một cái quyết định đó. Thì nếu mà trường hợp mình suy nghĩ tôi cắt lỗ mã này, tôi qua mã này đó, thì như vậy mình sẽ rất là nặng đầu. Cho nên là mình cứ suy nghĩ là mã này có thể về bờ nhanh hơn, thì bây giờ là tôi cắt qua, tôi cơ cấu qua đó, thì mình sẽ như vậy, là cũng như là mình đổi mã thôi, thì NAV của mình ngay tại thời điểm này nó vẫn giống vậy, đúng không? Đó, tài sản của mình ví dụ như là 500 triệu thì nó vẫn là 500 triệu. Rồi đó, sau khi mốt thì nó hồi lên thì cái dòng này nó chạy mạnh hơn, thì lúc đó mình sẽ có nhiều cái cơ hội mình về bờ hơn. Đó, thì cái đó như vậy. Còn những tài khoản nào của anh chị mà đang giảm 5% á, thì á, là nếu mà trường hợp mà ngày mai á, mà vẫn tiếp tục mà giảm nữa á, thì á, là cũng không mua bình quân gì hết đó, mà chúng ta chỉ chờ hồi thôi. Mà chờ hồi mà cái cổ phiếu mà nó không hồi á, thì cũng nên thoát luôn, thoát 1/2 đi đó. Còn giai đoạn này á, mà anh chị mà đánh mà có margin á, thì mình sẽ bị áp lực, và mình thậm chí á, là mình sẽ đi tìm rất là nhiều những cái room mà Zalo nè, những đi tìm những cái nguyên nhân nè, thậm chí á, là có những nguyên nhân nó tào lao và nó rất là vớ vẩn, nhưng mà mình vẫn vẫn tin. Thì như vậy thị trường này, tại vì trước thì có rất là nhiều nói thị trường về 1.200, họ nhắm mắt họ nói về 1.300 đó, thì nay họ về đúng như vậy, cái tự nhiên mình tin họ, đúng không? Xong cuối cùng mình bán đi, xong rồi có thể là nhiều khi mình lại bán ngày đấy. Cho nên đối với mình là mình như mình đã phân tích ngay ban đầu và mình đã nhắc lại, đây là một cái sự bán ồ ạt của một tổ chức. Đến như này mình vẫn đánh giá đây là một sự bán ồ ạt của một tổ chức. Thì khi mà sự bán ồ ạt này thì nó sẽ diễn ra nhanh, và khi mà nó diễn ra nhanh thì cái cơ hội phục hồi của nó sẽ rất là nhanh, chứ nó không thể nào mà nó cứ rơi hoài. Là cái chuyện này là chuyện không có. Anh chị để ý và anh chị thấy là bên trong quý 1 này đang ra báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng 20-30%, chứng khoán tăng trưởng 20-30%, thậm chí là ở tới nay tăng trưởng 50-70-80% đó. VND, VCI là cũng đẩy rất là nhiều, nhưng mà những cái cổ phiếu của họ đều chỉ hai từ đỉnh thích đó. Thì có thể là đó là những cái sự bán đi của những cái tổ chức, và khi mà những cái tổ chức này bán đi làm cho những tài khoản nhà đầu tư đang mua hold dài hạn ở vùng này và họ có margin thì họ sẽ bị bán theo. Lý do họ bán theo rất là đơn giản, là tại vì là họ đang sợ một cái nhịp downtrend của thị trường đó. Cho nên đó là anh chị để ý, nếu mà trường hợp downtrend của thị trường thì nước ngoài anh chị thấy là họ đã đâu có gom ròng là gần 3.500 tỷ ở trong gần là một tuần nay đâu. Anh chị thấy là tuần rồi là họ quyết liệt, họ không gom nè, chắc chắn họ đã có những cái tin tức về trước rồi đó. Và ngay cả bản thân mình cũng vậy, bản thân mình thì mình có nói nhiều rách hàng của mình lia ngay tại tài khoản, lia hết margin ngay tại thời điểm mà 5 tháng 4 đó, nhưng mà thật sự vẫn bị dính rất là nhiều ở những cái vùng bên dưới đây, và mình vẫn đang khắc phục và vẫn đang hỗ trợ khách hàng để xử lý. Thật sự là mình có sao mình nói vậy thôi, chứ không phải đến cái đoạn này mà ai cũng lại là cái chuyện nó không có đó. Mình thật sự mình rất là tâm đắc, và mình rất là tâm đắc với nghề, và mình rất là muốn hỗ trợ những tài khoản anh chị để anh chị mau về bờ
Đó, thì cho nên là giai đoạn này anh chị thấy là nước ngoài nó đã gom ròng lại là gần 3.500 tỷ, gần một tuần nay mà nó gom rất là khiếp trong 6 phiên chị, là trong thời điểm mà từ thời điểm tháng 3 đến bây giờ mà nó gom rất là khiếp như vậy. Đó, anh chị thấy là từ hồi đầu năm 2021 là khi mà thị trường kéo xanh lên là nó cứ cứ bán liên tục. Còn với giai đoạn này nó mua thì như vậy, có nghĩa là nước ngoài thì họ mua họ đâu có vi phạm anh chị. Đó, cho nên là họ cũng tiền rất là nhiều. Đó thì với những cái kịch bản như vậy thì mình đánh giá rằng rằng đây chính là đây rất có thể sẽ có được những cái phiên phục hồi. Và anh chị để ý, tại vì mình ở đây mình không đưa ra những cái đường xu hướng, tại vì á, là nó sẽ không có đúng với những thị trường hiện nay, nó sẽ không có đúng với thị trường hiện nay. Tuy nhiên á, thông thường á, là khi mà có những cái lực bán mạnh như vậy và bán ráo riết như vậy thì có thể là trong 1 đến 2 phiên tới nó sẽ làm những cái phiên phục hồi. Ở đó thì chúng ta cùng chờ, nếu mà trường hợp phiên phục hồi nó tạo ra được những cái vùng vol hấp dẫn đủ để hỗ trợ thì có thể là chúng ta có thể bắt đầu chúng ta mua lại được. Còn nếu mà nó phục hồi mà nó vẫn không tăng tiếp được thì có thể là chúng ta bắt buộc thì chúng ta phải có thể là chúng ta thoát bớt hàng ra, bắt buộc đó phải thoát rồi. Đó cho nên là hiện nay là nó chạm mây, nếu trường hợp chạm mây nó sẽ về ở những cái vùng mà 1.350, 1.365 thì mình đang đánh giá rằng là Vini, anh chị có thể thấy là về cái giá quá khứ của Vini thì hiện nay là mỗi một ngày như vậy thì anh chị thấy là nó đang cho một cái mức giảm này, anh chị thấy không, là 1.500 nè, 1.520 nè, đây 1.482 là 1.455, 1.477, 1.472 nè, 1.458 nè, 1.472, 1.400 và 1.384. Thì anh chị có thấy cái điểm giống nhau của khi mà nó giảm như vậy là nó giảm như thế nào, là nó đều giảm 20 điểm anh chị, và nó tăng 20 điểm, đa phần là như vậy nha. Nè anh chị thấy không, nó giảm 20 điểm này, đây là về 1.500 là 20 nè, 20 nè đó, xong rồi tăng 20 điểm nè, rồi xong rồi đi ngang nè, rồi xong rồi giảm 20 điểm nè, giảm gần 15 điểm, 15 20 điểm nè, xong rồi bắt đầu là ngay vùng này là giảm là gần 20 điểm, nói chung là bình quân là khoảng 20 điểm. Thì có nghĩa là nó đã cho chúng ta thấy rất có thể ở ngày mai vùng 1.365 sẽ là một cái nhịp hỗ trợ mạnh của thị trường khi mà nó giảm gần 20 điểm này. Và mình đánh giá rằng là cái phiên mà đáo hạn phái sinh nó cũng sẽ rất là hấp dẫn. Đó, nó sẽ làm cho tâm lý nhà đầu tư có thể là từ cảm giác buồn vui lẫn lộn, buồn lẫn lộn, xong rồi đến những cảm xúc vỡ hòa vì thị trường có thể là nó sẽ hồi. Tuy nhiên là mình vẫn không khuyến khích anh chị là nên chơi phái sinh. Đó thì anh chị thấy là đây chính là cái thời điểm rất là lâu rồi là Vini của chúng ta, anh chị để ý từ những cái thời điểm mà bán tháo thôi, từ những cái thời điểm mà bán tháo do dịch Covid thôi thì là Vini của chúng ta mới ra khỏi cái vùng band này, và ngay hiện tại vùng này là nó cũng đang ra khỏi vùng band này giống như những cây bán tháo này như vậy. Đó nhưng mà anh chị thấy là cây bán tháo này là nó xảy ra bao nhiêu ạ? Cây bán tháo này nó xảy ra là 3 tuần đúng không, 1 2 nè. Đây và hiện nay là cũng đến cái tuần thứ ba rồi là bắt đầu là có những sự bán tháo rồi. Thì cho nên là bữa trước là trong cái kênh mà YouTube của mình là mình có nói là cái tuần này là cái tuần watch out đúng không, và cái tuần này là bắt đầu là cái tuần hồi phục. Đó thì có thể là giống như mình nói là mình đưa ra những kịch bản cho anh chị nhà đầu tư có thể là hỗ trợ anh chị nhà đầu tư, nhưng mà mình thấy những cái luận điểm của Vini và cái hành động của Vini nó không đúng đó. Và khi mà nó không đúng như vậy thì là mình cứ 2 giờ là mình nhắn tin khách hàng của mình là không mua bán gì hết đó. Bây giờ là cứ 2 giờ là cứ nhắn đó, tại vì 2 giờ mà nó không kéo không hồi thì lúc đó chúng ta không tham gia được, rất là khó để chúng ta bắt đáy được ở những nhịp này. Và khi mà thị trường giai đoạn này mình dám đảm bảo rất là nhiều những anh chị nhà đầu tư T cộng, những anh chị nhà đầu tư đang sợ lo sợ hoang mang, họ sẽ vô group này họ group kia, hoặc là họ đọc báo họ nghe những tin xấu thì họ hoảng loạn, và họ đọc được những tin tốt về doanh nghiệp họ cũng chả quan tâm, mình dám khẳng định với anh chị như vậy luôn đó. Cho nên là mình đã nói ngay từ đầu và mình phân tích ngay từ đầu rồi, thì có thể là do một cái tổ chức nó bán hàng ra để nó xử lý những cái vấn đề về việc mà thanh tra này kia các kiểu ở đó, thì sau khi mà nó xử lý xong và nó bán nhanh thì chắc chắn là nó sẽ là những phiên phục hồi, và rất có thể là nếu mà trường hợp mà mình lạc quan thì có thể nó sẽ lên 1.700, 1.800 là rất là bình thường. Tại vì sao? Tại vì là nó đang hoàn toàn giống với những cái kịch bản như vậy nè. Đó. Và khi mà nó phục hồi thì chắc chắn rằng là nó sẽ là những cái nhịp mà bùng nổ. Nói chung á, là khi mà anh chị để ý là thanh khoản ngay đoạn này nè, đây những cái vùng mà thời điểm tháng này nè,
những cái nến mà thanh khoản tại vùng này là nó đã gần là gấp đôi so với những thời điểm hiện nay. Thì anh chị thấy không, đây những cái vùng này thanh khoản vùng này cũng rất là yếu đó, và có thể là nói là thanh khoản của ở những cái phiên ngày hôm nay là nó đã giảm gần là 30% đến 40% so với những thời điểm trước đó. Thì như vậy khi mà VN phục hồi trở lại thì chắc chắn dòng tiền mới nó sẽ vào rất là mạnh đó. Tại vì mình vẫn đánh giá là VN trong năm 2021 là những năm năm 2022 vẫn là một năm tăng trưởng đó. Còn cái việc mà điều chỉnh như vậy thì cũng sẽ là giống như mình đã nói ngay từ đầu rồi, thì anh chị cứ hiểu và hình dung như vậy. Thì đó chính là một số quan điểm và một số luận điểm của mình về VN. Còn về cái việc mà xử lý tài khoản thì anh chị có thể inbox mình để mình hỗ trợ anh chị xử lý tài khoản là cái thứ nhất, hoặc là anh chị phải biết dòng nào là dòng dẫn dắt trong thời điểm cuối năm, và anh chị phải quyết liệt ôm những cái cổ phiếu mà đầu cơ. Thì chắc chắn là chỉ có thời điểm này, cho dù VN có lên 1.700, 1.800 thì cổ phiếu chúng ta vẫn chết thôi. Còn việc mà những cái cổ phiếu mà nó tăng trở lại thì chắc chắn là nó sẽ tăng thôi. Có thể mình mua xong thì nó vẫn lỗ, nhưng mà mình vẫn có thể là mình gồng gánh được, và mình có thể là chờ những cái nhịp hồi phục để chúng ta có thể quay và chúng ta bắt lại những cái cổ phiếu mà cơ bản tốt đó. Còn riêng mà việc anh chị nào mà đã lỗ 20-30% thì đến giai đoạn này thôi mình đóng bảng mà đi chơi đi. Anh chị còn không thì mình bán, mình nghỉ chứng. Chứ thật sự mà nói giai đoạn này mà anh chị cứ nhìn vào bảng điện, anh chị cảm giác FOMO thì rất là khó. Cho nên là đảm bảo với anh chị nên lạc quan giai đoạn này là cái thứ nhất. Vì khi mà một cái tổ chức mà nó bán ra như vậy thì rất có thể là nó sẽ hồi phục lại đó. Thì theo quan điểm cá nhân của mình như vậy nha, chứ không phải mình có tin là bộ hoặc là tin này tin kia là mình báo anh chị đâu. Đó là cái view góc nhìn của mình. Anh chị thấy là bán rất là quyết liệt như vậy. Anh chị thấy thời điểm mà Covid mà nó còn tồi tệ gấp mấy lần đúng không? Nhưng mà nó bán 2 tuần và tuần thứ 3 nó hồi phục rồi. Đó, còn cái này là nó bán 3 tuần liên tiếp nó không hồi phục luôn. Đó, thì chúng ta vẫn còn 2 phiên kế đến. Nếu trường hợp mà nó tuần này mà nó rút chân đúng không? Rút chân và tuần sau nó test lại ở cái vùng đấy thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra được một cái sự cung cầu ngay tại vùng này, và nó làm cho nhà đầu tư có thể là sẵn sàng mua trở lại. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc. Rất là vui và tiếp chuyện với anh chị khi anh chị họ liên hệ mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong cái video kế đến ạ.